Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn về hình tượng con chó trong dân gian tại Việt Nam và một câu chuyện về con chó. Hình tượng con chó trong văn hóa, trong nét văn hóa và tâm linh của một số dân tộc, con chó là động vật thân thiết gắn bó từ rất lâu đời với người chủ nói riêng và con chó và con người nói chung. Những đức tính của chó được tôn vinh như trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ. Nó là bạn gần gũi của con người. Chó canh gác nhà cửa cho con người, thậm chí có nơi chó được thờ cúng tại các điểm thờ, miếu mạo. Trong văn hóa Á Đông, chó được xếp vào 12 con giáp ở vị trí thứ 11 với chi tuất, và một trong những con vật thuộc lục xúc. Trong quan niệm của người Việt thì chó là con vật có thể đem đến những điều may mắn, mang đến thuận lợi và nhiều niềm vui. Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Ở rất nhiều nơi trên thế giới, con chó được trân trọng và nâng niu. Người ta cũng đặt các chòm sao được đặt tên chó gồm tiểu khuyển, đại khuyển, lạp khuyển. Bên cạnh đó, chó cũng là đối tượng bị khinh rẻ coi thường. Nó được xem như một con vật bẩn thỉu, ngu dốt và đáng khinh. Người ta hay thóa mạ nhau bằng những câu chửi, tiếng lóng, thuật ngữ có nhắc đến con chó như đồ chó, đồ con chó, đồ chó má, đồ chó đẻ, đồ chó săn, thằng chó, chó chết, thằng chó chết, đồ chó cái, chó ghẻ, ngu như chó, cẩu nô tài, tuồng chó lợn, đồ chó vô chủ, đám chó hoang, chó chui gầm chạng. Đó là những cái từ lóng mà để dành chửi. Nên chúng ta được, nếu mà được xem như chó là cũng là một cái loài trung thành đặc biệt, không đáng gì, không gì phải xấu hổ cả. Và sau đây mình xin kể về một câu chuyện trong trong kinh Phật, trong thập tụng luật. Chuyện kể rằng có con chó bỏ nhà mình sang nhà khác mà xin ăn, bị chủ nhà đánh đuổi. Khi cả hai đều chết xuống âm phủ, con chó kiện với Diêm Vương: ông ấy ỷ thế làm người đã đánh đuổi tôi thậm tệ, trong khi tôi không vi phạm phép tắc của loài chó. Diêm Vương tò mò hỏi: thế nào là phép tắc của loài chó? Con chó nói: tại nhà chủ thì tôi đi khắp nơi bằng cả cái đầu bốn cẳng và xoải đuôi ve vẫy tự do, nhưng đến nhà lạ bao giờ tôi cũng đứng thập thò để đuôi ngoài cửa, chỉ đưa đầu vào trước đánh hơi. Chủ có vẻ cho phép thì tôi mới vào. Thế đấy là phép tắc của loài chó. Mở ngoặc, khi một bầy chó chơi cắn nhau cũng vậy, con nào cụp đuôi thì những con khác biết nó đã đầu hàng, không quấy rầy nó nữa. Tiếp tục đóng ngoặc, Diêm Vương hỏi: bây giờ ngươi muốn ta trừng phạt người kia cách gì? Xin cho ông ta đầu thai là một người có quyền cao chức trọng. Tại sao? Vì có quyền thế địa vị và dễ làm nhiều việc ác ôn thất đức rồi phải bị đọa. Xưa kia tôi cũng là một kẻ có quyền chức, vì làm nhiều sự ác mà phải đầu thai làm súc sinh. Phật dạy con chó biết phép tắc giới hạn của mình, huống chi con người.
đây là một câu chuyện ngụ ngôn mà hàm ý răn đe dạy dỗ những người trên trước đối với những người thấp hơn mình. Đừng ỷ cái tài cái cán của mình mà xem kẻ dưới không ra gì, và hà hiếp cái hậu quả của nó là gì. Nên mình cũng nghiên cứu tìm hiểu chút đỉnh, chia sẻ nhân dịp mình có nuôi hai con chó, nó lớn lên từng ngày. Mình làm cái clip này từ khi nó mới được có 1 tháng tuổi, hôm nay nó được 3-4 tháng rồi. Thấy nó lớn, mạnh khỏe, vui vẻ, mình cũng mừng. Tự mình sống đơn thân, cho nên mình cũng cần có nó để bầu bạn, an ủi. Chứ thật sự ra nuôi chó rất là khó. Phải biết chích ngừa bệnh tật, phải biết vệ sinh, tắm rửa, dơ dáy, hôi thối. Các bạn nào mà nhà cửa mà tính tình mà sạch sẽ thì không thể nào nuôi chó được. Tại vì chó bản thân của nó là loại súc sinh động vật, cho nên nó có lông, nó hôi lắm. Sáng tắm chiều hôi, trưa tắm rồi chiều cũng hôi lắm. Rồi ỉa đái lê thê đến hết. Cho nên là nuôi phải chịu khó, phải chấp nhận. Khi mình ngồi uống trà, cái nó ỉa trước mặt mình, phải đi dọn sạch sẽ xong ngồi uống trà tiếp. Cái chỗ tiêu khiển giải trí cũng là cái chỗ chó nó ở. Thì cái khuôn viên của mình nó chật hẹp quá, cho nên phải chấp nhận gì. Chứ nếu mà mình nuôi, mình thả rong rêu để cho nó đi ra ngoài đường xá thì người ta bắt ăn thịt thấy tội. Giờ giang hồ hiểm ác lắm, nhiều lắm. Nó thèm thịt chó giống như nó thèm vàng. Mà nếu không phải là nó thèm, vì nó bán mấy triệu con, cho nên thành ra nó không thèm làm, nó không thèm đi làm kiếm tiền. Mà nó đi bắt con gần chục con chó là kiếm được 10 mấy 20 triệu. Cho nên mình có nuôi, mình phải có giữ gìn nó. Chứ thật sự ra cũng không sướng ít gì. Đó có bao nhiêu điều muốn tâm sự chia sẻ đến quý vị và các bạn. Các bạn nhớ share kênh, ủng hộ bằng cách like và comment ở dưới nha, tìm mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong clip sau. Thank you.